Anh Khang cũng đi đúng không chị? Anh Khang cũng đi à, cũng đi đi chung với Hồng Loan. Rồi anh Khang lên xe đúng không chị? Rồi Hà Vinh Vlog và Thảo Nguyễn Vlog trở lại, xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Thì mới tiếp đây em cũng nhận được thông tin là phía bên đạo diễn Nửa Mùa cũng đã lên chia sẻ giữ anh em ở đây quay trước nhà Hồng Loan là lỗi thất học, và ông ta cũng có vấn đề kêu bằng là muốn lập vi bằng để đi thưa tất cả những anh em ở đây. Thì em thưa với tất cả cô chú anh chị, trong một cái drama thì anh em chia sẻ cái câu chuyện nào hai bên đấu đá với nhau thì chia sẻ một cái câu chuyện nào thật thôi, mất cái gì mà phải kêu bằng là xúc phạm tới ông ta đâu mà phải đi thưa đi gửi. Nhưng mà em muốn nhắn gửi với ông đạo diễn Nửa Mùa như thế này, ông cũng đã xúc phạm tới chị Ni cũng rất là nhiều, và tất cả những anh em đây ở chửi anh em là dạng thất học, dạng Nửa Mùa, dạng kêu bằng là đi chăn bò chăn dịch. Thì anh em ở đây cũng đáp trả với ông như thế này, anh em ở đây chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan là không quay xe, và cho tới cỡ nào đi nhà nữa cũng không quay xe cái dạng như ông. Cho nên là ông đừng có lên mà biện luận lên là chia sẻ kêu bằng là bẻ công sự thật, rồi nói anh em thế này thế kia, rồi chia sẻ chị Ni hay là Hồng Loan kêu bằng là đưa những giấy kêu bằng đưa những cái giấy là xét nghiệm ADN ra. Cái đó ông không có cái quyền hạn gì mà để những anh em ở đây mà chia sẻ mà để đưa ra những giấy đó. Hồng Loan đâu phải là cần ông đâu, mà ông đến cái câu chuyện của Hồng Loan đây là đến cũng là tự nguyện, cũng tự giác đến thôi, cũng kêu bằng là cũng tự lủi đầu đến, chứ không ai mà ép buộc ông đến. Và bây giờ ông chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan lên, ông cũng nói kêu bằng là ông kêu bằng là xúc phạm tới người ta rất là nhiều. Anh em ở đây người ta thấy người ta bức xúc, ta chia sẻ lên, đây là cộng đồng mạng, cũng chẳng kêu tên tuổi vì ông nhân đạo diễn Nửa Mùa. Thì ông nếu ông cảm thấy ông nhảy tưng tưng á, tự mình cho mình là đạo diễn Nửa Mùa thì mình cứ lên mình nhảy thoải mái. Còn anh em ở đây là chỉ là kêu bằng kêu gọi tên thôi, mắc gì phải đi thưa đi gửi. Còn mình muốn làm thì mình cứ việc mình làm thoải mái, anh em có thể là có khả năng sẽ đi hầu thôi, chứ chẳng có gì phải ngại. Và ra đó thì cũng sẽ biết sự thật, chứ mình đừng có lên mình kêu gọi mình luôn lách cái mạng xã hội này, nó sẽ không tốt về cái kêu bằng là cái công việc con là đạo diễn Nửa Mùa đó. Thì những anh em ở đây nhắn gửi giống như vậy, còn bây giờ kêu gọi tên này tên kia hay là chửi người ta thì ông cũng đã kêu gọi tên người ta rồi, kêu gọi tên những anh em ở đây ra rồi, thì còn cái gì nữa đâu mà đi thôi đi gửi. Anh em đây cũng có những cái biện pháp để đối mặt với ông, chứ không phải là mình ở đây mình lên mình sợ ai nha cô chị. Em vẫn nhắn gửi giống như vậy, còn cái gì cái bất kể cái điều nào cũng vậy, nó cũng phải có hai mặt. Mình lên mình chia sẻ một câu chuyện không đúng, mình đứng chặn hãng, mình tự nguyện mình đi vào drama, rồi bây giờ người ta lên người ta vạch mặt mình ra thì mình lại nhảy tưng tưng tưng, mình nói là bây giờ đi thưa đi gửi. Ủa mình một đi đấu rồi mình trên cộng đồng mạng là mình thua, hay là mình không cảm thấy mình không còn sức nữa, mình già rồi, mình không còn sức để chiến đấu trên cộng đồng mạng, hay là nói về cái câu chuyện của Hồng Loan nữa, thì mình có thể mình rút lui, mình không nói câu chuyện này, mình nói câu chuyện khác, thì không ai sẽ đáp trả tới mình nhân đạo diễn Nửa Mùa. Chứ không phải mình lên đây mà mình cứ chia sẻ câu chuyện này, mình thua rồi người ta nói ra sự thật rồi mình cứ đi thưa đi gửi, giống như là mì xào của chuối đó, buông ra là bệnh, buông ra bệnh tật, buông ra đụng vô là bệnh, đụng vô là đi nhập viện, rồi đụng vô là đi thưa đi gửi lập vi bằng. Tới thời điểm tại bây giờ cũng kêu gọi tất cả các tên anh em ra, còn cái gì đó đâu nói, mình đã làm như vậy rồi thì anh em cũng sẽ đáp trả, có một cái hướng để đáp trả với ông đạo diễn Nửa Mùa này, cho tất cả mọi người cô chú chị biết, lật mặt và lột mặt và lột mụn ông này ra luôn, thử xem ông này có mụn hay không. Những cái gì mà ông này đã từng nói và đã từng chia sẻ trên cộng đồng mạng từ trước đến nay là cái đó là cái bằng chứng của chị đó. Thì anh em có chia sẻ gì thêm không? Dạ thì cái anh đạo diễn này cô chú phải nói rằng là rất là bức xúc luôn, bức xúc tại vì là buổi tối ông cũng có lên một cái video là dài khoảng 15 phút nha cô chú anh chị. Thì ông nói rằng là những anh em YouTube ở trước nhà chị Loan là những cái đứa đó là không có học thức, đó là buông ra những cái lời nói là vô học. Ủa mà tụi em có làm cái gì động đến cái ông đạo diễn Nửa Mùa này gì đâu cô chú anh chị? Tại vì là hiện tại bây giờ là cái anh đạo diễn Nửa Mùa này ảnh cũng đã là quay xe, anh nói rằng là anh thấy chị Loan là con nuôi, anh sợ anh không dám binh vực nữa,
rồi cái tụi em thì cũng lên những cái video thì nói qua nói lại thôi, mình cũng dùng cái tiếng nói mình nói với nhau tôi cô chú anh chị, chứ ở trên cộng đồng mạng mà đâu có dùng những cái lời nói thô tục để nói đâu. Rồi cái video dài 15 phút là của cái anh đạo diễn Nô Mùa đây có nói là như sau nha cô chú anh chị. Đó thì ông nói rằng á là sẽ cho mấy anh em YouTube trước nhà Hồng Loan những cái mỏ hổn đó sẽ vào ở trong kia, rồi chừng đó sẽ biết như thế nào. Ủa mình có làm cái gì đâu mà vào trong kia anh? Đúng thì quay clip lên vậy thì nói qua nói lại thôi, tụi em binh vực chị Loan thì bây giờ anh đạo diễn đó xúc phạm chị Loan thì tụi em có quyền lên những cái video để nói lại nha cô chú, nhưng mà đâu có kêu tên thẳng cái ông này đâu. Ủa kêu tên đạo diễn Nô Mùa là tên gì? Ai tên đạo diễn Nô Mùa thì người đó chịu, người đó nhột, chứ mình có làm gì đâu. Thì đúng rồi, thì tất cả cô chú chị cũng biết rồi đó, tự mình ngứa đâu thì mình cứ gãy đi. Người ta nói chọc tới cái mồ hổ của mình ha, chọc tới cái lòng cứ nhảy cả tưng lên vậy đó. Thì cô chú chị cũng đã biết rồi đó, ông này từ trước đến giờ đi tất cả cái drama nào cũng vậy, đi là nửa mùa, kêu đạo diễn nửa mùa là chính xác, tại vì đi nửa mùa là nhảy qua chỗ khác. Bây giờ thấy là chị Loan nói là chị Loan là con nuôi con hợp pháp, rồi đi qua bên kia để binh vực bên kia của chị đó. Thì bây giờ cô chú chị thấy đi, nếu như mà không có vấn đề gì, mình nói là nếu như mà không có vấn đề gì, tại sao mà chị Ni lại binh Hồng Loan, lại theo Hồng Loan tới thời điểm hiện tại bây giờ nó sắp kết thúc rồi, thì tháng 6 này thì em thưa cô anh chị là cũng sẽ ra tòa để giải quyết đó. Thì sắp tới đây thì những người nào mà đã binh vực phía bên kia mà đã hai hàng đó thì sẽ cho nhục mặt tới mức độ nào thì sẽ tới đó sẽ nhục, sẽ kêu bằng là âm thầm lặng lẽ ra đi, nhục mặt tới mức độ đó. Chứ đừng có nói là bây giờ là binh vực phía bên kia rồi cho Hồng Loan là con nuôi, con hợp pháp, rồi giấy không hồ sơ kêu bằng là có vấn đề gì. Từ trước đến nay hồ sơ người ta đã nhận, người ta sẽ xử, có vấn đề gì đâu. Bây giờ con nuôi hay con ruột nó không quan trọng, ông có hiểu, con nuôi con ruột nó không quan trọng, quan trọng nhất là hồ sơ và giấy tờ nó đã hợp pháp thì người ta cũng chấp nhận thôi. Chứ đâu phải mà hiện tại bây giờ mà ông cứ lên ông binh vực phía bên kia là lên đứng hai hàng đi về phía bên cái bộ Tam Sơn Tam Tai lên để binh vực nói là thế này thế kia là anh em ở đây là không chấp nhận được. Chứ ông đừng nói là đi vào trong kia ở hay đi vào mặc áo số áo gì cỡ nào chăng nữa anh em cũng đâu có ngại đâu, tại vì mình đâu phải là tội phạm, mình đâu phải là cái dạng kia bằng là tội phạm này là tội phạm kia đâu mà cần phải đi vào đó. Tội phạm gì? Dạ đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là đó. Anh Sang cũng có đến nhà chị Loan nha cô chú anh chị. Anh Tư nha. Dạ anh Tư cũng thì, chị Loan cũng kêu anh Sang là bằng anh Tư á cô chú. Đúng rồi, đến nhà của Hồng Loan con chị đó ngày nay thì cũng chắc lẽ là cũng sẽ đi đâu đó, đi chắc đi một là đi công việc hay là đi chơi tiếp tục nữa nha đạo diễn. Nữa mùa Hồng Loan đi chơi đó nha, mình chia sẻ cho cô anh chị biết là Hồng Loan đi chơi nha. Đó anh Sang cũng đã đến để kêu bằng là cùng với Hồng Loan mà từ trước giờ thì anh Sang và chị Ni và tất cả những anh em đây đều ủng hộ Hồng Loan và đều bên Hồng Loan để chia sẻ những cái câu chuyện từ trước tới nay của chị đó. Thì nói chung về cái đạo diễn Nửa Mùa thì anh em tụi em nhắn gửi tí xíu là đã hiểu rồi, tại vì anh em tụi em là người thất học, còn ông kia là người có học, cho nên là nói ít hiểu nhiều, còn nói nhiều quá thì ông này giống như là bị ngáo mạn đó, bị ngáo mạn, cho nên là ông này nói tùm lum la. Rồi tối lên vừa live stream, ông ta vừa live stream mà vừa đăng video nói cũng lấp bắp gì đó, không có vào cái công chuyện nào hết. Ông ta rất là tức giận, ông ta rất là run nha, sợ này thế này nọ của chị đó. Thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều nha, chào cô chị nha.